Sự ra đi của danh hài trí tài từ ngày 9 tháng 12 vừa qua đã kéo theo bao nỗi đau buồn suốt một tuần sau đó, cộng thêm nữa là những drama khiến ai cũng ngán ngẩm. Đơn cử nhất là việc phát ngôn thiếu suy nghĩ của một Jimmer về gia đình cố nghệ sĩ, dẫn đến sự tức giận của dàn sao Việt, đến mức đi đến tận nơi làm việc của nhân vật kia, hòng làm cho ra lẽ mọi việc. Sự việc khi đó khá ồn ào và gây được sự chú ý lớn, đến mức có lực lượng chức năng phải vào cuộc. Thế nhưng, dưới góc độ của mình, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh có động thái không đồng tình với hành động trên của các nghệ sĩ có mặt khi đấy, và ông đã đăng tải dòng trạng thái nhắc nhở đầy ẩn ý. Nghệ sĩ là người làm nghệ thuật, cùng với mọi người tìm đến cái đẹp, làm ra cái đẹp, nên từng hành xử và ngôn từ phải cẩn trọng, nhẹ nhàng, nhân ái, yêu thương, phải chuẩn mực vì trẻ em đang xem người nghệ sĩ để bắt chước. Hãy cẩn thận các bạn đồng nghiệp của tôi ơi! Nam nghệ sĩ gạo cội bày tỏ quan điểm. Bên cạnh đó, dưới phần bình luận cho bài viết trên, nghệ sĩ Việt Anh cũng nói thêm: hình ảnh và ngôn từ không phải của nghệ sĩ, không thể xử lý cái sai này bằng cái sai khác. Cái sai sau bao giờ cũng to hơn cái sai trước. Ăn nói chưa nhẹ nhàng, ngôn từ chưa đẹp, chưa thực sự yêu thương, chưa chỉ ra được cái sai một cách nhân ái, còn hành xử làm nhục người khác, nói chung giải quyết chưa nghệ sĩ. Tưởng chừng đây chỉ là một lời nhắc nhở của người đã có kinh nghiệm sống, truyền đạt lại cho những thế hệ sau. Thế nhưng nghệ sĩ Cát Phượng ngay lập tức đã bày tỏ thái độ không hài lòng của mình trước dòng trạng thái của đàn anh. Cụ thể, cô vô cùng bức xúc và phẫn nộ nên đã nhanh chóng viết ngay một status khá dài để phản hồi và lên tiếng giải thích về những việc mình làm là hoàn toàn không sai, không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Diễn viên Cát Phượng đã thẳng thắn gọi đích danh nghệ sĩ nhân dân Việt Anh để đáp trả. Cô cho hay: tôi rất mong đây không phải là trang của nghệ sĩ Việt Anh vì tôi không có được kết bạn với nghệ sĩ Việt Anh. Và nếu trang này đúng là của nghệ sĩ Việt Anh thì thưa anh, nghệ sĩ lớn tuổi không còn mấy ai, nhìn qua ngó lại còn vài người nên các em rất thương quý. Nói tiếp về trang Nguyễn Việt anh bình luận nói chúng tôi ăn nói không nhẹ nhàng, ngôn từ chưa đẹp. Thưa anh, chúng tôi ăn nói ngôn từ chưa đẹp chỗ nào vậy anh? Chúng tôi văng tục chỗ nào hả anh? Anh xem lại clip 1000 lần, vẫn không thấy chúng tôi có những lời lẽ thiếu văn hóa anh nhé. Câu chuyện trở nên căng thẳng khi nghệ sĩ ưu tú Việt Anh đã vào tận Facebook của Cát Phượng và bình luận dưới status trên. Nghệ sĩ Việt Anh đã nhẹ nhàng hỏi Cát Phượng là liệu mình có sai với các em không và nếu có thì sai ở chỗ nào. Dư luận đang dấy lên những luồng tranh cãi khác nhau nhưng đa số vẫn cho rằng nữ nghệ sĩ Cát Phượng đang làm quá lên mọi chuyện và có cách cư xử chưa đúng mực đối với đàn anh trong nghề. Vì nghệ sĩ Việt Anh lớn hơn Cát Phượng ở cả tuổi đời, tuổi nghề và kinh nghiệm sống. Một số người lên tiếng bênh vực Cát Phượng vì việc cô tức giận đến gặp mặt Jimmer đã xúc phạm người anh mà mình yêu quý là điều không thể tránh khỏi. Ngoài ra cũng có những khán giả khuyên giới nghệ sĩ không nên xích mích chỉ vì lời nói không suy nghĩ của một nam Jimmer. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc nghệ sĩ kéo nhau đến giải quyết ồn ào với một người bình thường khiến hình tượng giới nghệ sĩ trong mắt khán giả ngày càng xấu đi, không khác gì các băng đảng giang hồ đi giải quyết lẫn nhau. Đồng thời, việc Cát Phượng đáp trả nghệ sĩ Việt Anh, một đàn anh trong nghề, cũng nhận phải nhiều chỉ trích. Bởi lẽ, trong bài đăng của mình, nghệ sĩ Việt Anh có ý nhắc nhở rất nhẹ nhàng, đồng thời không chỉ đích danh bất cứ nghệ sĩ nào. Nhưng trong bài đăng của mình, Cát Phượng lại khá nóng tính khi đáp trả và nhắc thẳng tên nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Hiện tại, nữ diễn viên đã có động thái xóa đi bài đăng dài liên quan đến sự việc trên ở trang cá nhân sau khi nhận nhiều phản ứng của cộng đồng mạng. Chưa rõ cả hai nghệ sĩ đã giải quyết ổn thỏa với nhau chưa. Trước đó, khi nghe tin nhiều nghệ sĩ sẽ đến gặp mặt nam Jimmer đã xúc phạm cố nghệ sĩ Trí Tài, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu cũng đã lên tiếng dặn dò trên trang cá nhân. Làm gì làm, sao cũng được, nhưng đừng để những người tốt đang thương yêu và trân trọng nghề hát này nghĩ mình toàn là những người hung dữ. Dưới bài đăng, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã để lại bình luận rằng anh nói các em nó đi anh. Có vẻ như hai nghệ sĩ gạo cội đều không muốn sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, khiến hình ảnh giới nghệ sĩ ngày càng xấu đi trong mắt khán giả. Những ngày qua, showbiz Việt ngập tràn trong đau buồn trước sự ra đi đột ngột của cố nghệ sĩ Trí Tài. Mọi thông tin liên quan đến tang lễ của cố nghệ sĩ tại Việt Nam và ở Mỹ đều nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý của công chúng. Trong đó, việc một nam Jimmer ở thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng xúc phạm cố nghệ sĩ Trí Tài đã khiến dư luận dậy sóng. Người này còn cho rằng việc bà xã của cố nghệ sĩ Trí Tài, ca sĩ Phương Loan không về Việt Nam gặp mặt chồng lần cuối là minh chứng cho thấy cuộc hôn nhân của cả hai không hề hạnh phúc. Hành động này không chỉ khiến nam Jimmer phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích của cư dân mạng, mà nhiều nghệ sĩ Việt như Huỳnh Phương, Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn, Quách Ngọc Tuyên cũng đã đến tận nơi để gặp mặt đối chất. Sự việc thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân xung quanh nơi nam Jimmer sinh sống và cả cộng đồng mạng từ khắp mọi nơi.
Theo như chia sẻ từ Huỳnh Phương và Cát Phượng, cuộc gặp mặt diễn ra trong không khí vô cùng hòa nhã, không hề xảy ra xô xát hay những hành động quá khích. Tuy nhiên, bên cạnh những lời ủng hộ, đồng tình, việc làm này của các nghệ sĩ cũng nhận về không ít ý kiến phản đối.